khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgari tại nhà Quốc hội Bulgari, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgari BSP, Chủ tịch nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgari, bà Corneliza Ninova và các thành viên nhóm nghị sĩ BSP. Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgari BSP Corneliza Ninova nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn thăm chính thức Bulgari. Bà Corneliza Ninova đề nghị, trong tương lai, hai nước cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa các lĩnh vực truyền thống, cũng như hợp tác tiềm năng như văn hóa, giáo dục, thể thao, môi trường, bảo vệ thiên nhiên, trí tuệ nhân tạo, v.v. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng BSP, mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa kênh đối ngoại đảng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước trong bối cảnh chính trị thế giới đầy biến động và biến đổi nhanh chóng như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị lâu đời với Bulgari, một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 73 năm qua, Bulgari đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam quyết tâm củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai nước trên các kênh, đảng, quốc hội, chính phủ, ngoại giao nhân dân, kết nối giữa các doanh nghiệp và các địa phương giữa hai nước. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các chính đảng của Bulgari, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ trên kênh nhà nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.